Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái bot menu, nghĩa là khi mà chúng ta click vào demo cho bạn xem thử và khi ta click vào là nó thực hiện cái sự kiện click bình thường đúng không? Đó phải không? Click hai lần thì ba lần đó. Thấy chưa? Đây là người ta gọi là những cái sự kiện click bình thường của một button. Thật sự bây giờ mình để click mình giữ nó phải không? Mình giữ nó thì nó nhảy lên kia. Khi mình click giữ nó thì nó sẽ nhảy lên cái menu đúng không? Mình chọn final thôi không? Sát đèn đó. Ví dụ như vậy đúng không? Tắt đèn nãy giờ đó. Đó. Đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái đó các bạn ha. Đó người ta gọi là bot menu, click bot menu các bạn ha. Rồi chúng ta bắt đầu làm nha. Đó. Ta có tạo logic mới, new logic đúng không? Mình gọi là gì? Empty luôn. Chọn là gì? Bot menu. Lưu vào cái thứ một quen thuộc desktop studio, ok, finish process anyway luôn, ok, tắt cái này đi ha, cho nó nhảy máy các bạn, tại vì cái này nó cũng khá là ngố ra. Các bạn biết sao mình tỉnh dậy không bạn? Khuya không? Tại vì mình mới ngủ dậy, mình ngủ dậy lúc 3 giờ. Ok. Đầu tiên chúng ta sẽ nó mới chạy vô mà nó lót hoài to vậy đó. Để cái tên khác đi, tại nó bị động gì rồi các bạn. Nó bị động gì ở trong cái project Android Studio rồi ha. Thôi để đặt tên lên lên. Menu. Để ngồi để tốt này cũng được các bạn ha. Đó, cho nó dễ. Tại bỏ trong cái một Android Studio cái động như nào rồi. Rồi xong đúng không? Ta sẽ thiết kế cái giao diện trước các bạn ha. Đó. Để lock lên ha. Đầu tiên mình vào là mình sửa chữ là gì? Mình đổi thành content layout này về Reality layout các bạn. Giờ rồi đi hoa là từ ấy cho mình là rồi. Rồi lấy tia đúng chưa? Đó. Bỏ hello world đi. Kéo một cái button lên đây. Ok. Đó. Mình cho nó về giữa các bạn. Cứ được phải mà nó có tôi XML cho về giữa không? Các bạn nhớ theo dõi những cái video thiết kế diện lúc trước nha. Center in bar lần luôn cho nó nằm giữa các bạn ha. Ok, chu nằm giữa ha. Đó, cho cái thuốc này bao nhiêu? Chỗ này không có là gì? Cái này là cái button thôi. Cứ mặc định đi ha các bạn ha. Đó. Ok. Cái này là gì? Button 2 đúng không? Center horizontal đúng không? Mình giữ theo chiều dọc. Đúng giờ đó, chiều ngang chứ. Cho nó cắt top không? Gọi là 100 dB thôi nha. Ok. Đó. Ta có được tiêu diện cho này là 100 dB nha. Ok, 100 dB nè. 100 dB luôn nha. Ok, đó. Đầu tiên vào là chúng ta cho nó một cái hình bất kỳ đi, hình này đi ha. Để sửa cho nó cái hình này đi. Chúng ta chuẩn bị cái hình nha, chuẩn bị hai cái hình. Đó. Copy bỏ vào đây. Copy best vào cái thứ một và bạn vào cái một red đúng không? Grabable best vào nó thấy chưa? Ok. Đó. Chúng ta sẽ có được cái hình. Còn tụi này cứ phải là có chữ background nha. Ok. Browse chọn hình gì? Fan on cái nhãn đúng không? Ok đó. Tại tên nha, đây là việc gọi là button ở tên. Cái này được tên là gì? Button click. Ok. Ví dụ như vậy nha các bạn ha. Cái ID này đối với cái lưu ý một lần, nếu như có nhiều khi mà chúng ta thiết kế quá nhiều cái đối tượng trong một cái activity á, một cái layout thì chúng ta đổi tên này nó sẽ bị động liên tục các bạn ha. Cho nên các bạn lưu ý các bạn click, các bạn đổi tên ID ra nó khó khăn lắm, nó sẽ báo relay, replay và vân. Mình kích chuột phải đây, mình coi có XML mình đổi trực tiếp này á là ok nhất nha, đổi ngay đây là ổn nhất nha các bạn ha. Ok. Giờ ta cho bự tí nha. Rồi. Tiếp đến là chúng ta sẽ làm gì các bạn? Tiếp đến chúng ta sẽ làm cái menu chưa?
cái này nó chúng ta làm gì, chúng ta sẽ tạo một cái thư mục menu trong thư mục red này, click vào red đúng không, cái chụp file red này các bạn chọn vào new, chọn vào gì Android resource directory này, các bạn chọn vào chữ menu nha, các bạn chọn vào chữ resource hai loại đó đúng không, chọn menu đúng không, ok đó nó sẽ ra cái chữ menu thấy chưa. Rồi bây giờ chúng ta tạo một cái file menu đúng không, nó sẽ có khi mà click phải vào cái mục menu này thì nó sẽ khởi tạo, chúng ta có dựng new này, các bạn vào chỗ gì menu thì sụp file đúng chưa, đó ok các bạn gọi là gì đó menu hoặc là chữ menu đi ok. Rồi bây giờ chúng ta thì tạo cái menu này đúng không, các bạn click phải vào đây mà thấy nó quá trời thứ không, menu đúng không, click phải vào này cho tôi xml nha, item item chúng ta làm gì, item đúng không, đó chúng ta chúng làm được ok Android ID đi, ID gọi là gì, fan gì, fan on tiếng Hàn đúng không, ok cái ID là gì, ID quên, sorry các bạn ơi, ID là gì, Android ID đúng không, nó đang mình ghi chữ gì, cái này tùy chúng ta đúng không, quên tiêu ID nghĩa là ID sạc đúng không, đó mình gọi là gì, fan on đúng không, cái này cái không quan trọng nha, đó tiếp đó là gì, tiếp đó là gì các bạn, tiếp đó là gì Android title, Android chấm Android chấm title đúng không, cái tên đó nghĩa là gì ha, bật quạt fan on đúng không, đặt cái tên thôi các bạn ha, đó, xong ta đóng lại đó, thấy chưa, tiếp tục đổi lại, bạn muốn bao nhiêu cái menu thì các bạn đổi menu nhiều đúng không, đó dưới đây đúng không, ở đây gọi là ID là fan on tiếng Hàn, cái ID nó phải khác nhau nha, lưu ý là cái ID các bộ nó phải khác nhau, cái đây gọi là gì fan on hai gì đó, cái đây nó bỏ đi ha, fan on ok mình tiếng Hàn có gì ha, ok đơn giản thôi nha các bạn, đó đó chúng ta vào click vào gì HTML đó, click vào HTML đúng không, đó rồi các bạn thấy cái menu chưa, đó cái menu ha, rồi tiếp tục bây giờ chúng ta thì sẽ quan trọng đối với cái này là chúng ta phải xử lý trên cái phần phải xử lý ở trên cái phần là gì, cái ruột các bạn ha, đầu tiên là chúng ta phải ấn xẻ từ cái gì hai cái này vô đúng không, ok hai này là gì các bạn, bất tình đúng không, final bất tình, final bất tình is đi ha, is bất tình rồi chấm ID chấm gì chấm button click đúng không, tương tự là gì phải nó button button đi đi ha button phải nó rồi chấm ID button fan ok đó là chúng ta đã có được hai đó ha. Bây giờ chúng ta làm gì ha, ví dụ bây giờ đúng không, ví dụ bây giờ chúng ta làm cái sự kiện này đúng không, đầu tiên là it đúng không, set on the listener đó, news views đó, khi mình ta click vào cái đó nó hiển thị bình thường đúng không, hiển thị thông tin bình thường đâu đúng không, đó khi mình ta click giữ thì nó mới gì, thì nó mới top menu lên đúng không, đó bây giờ bắt đầu ta làm nha, click bình thường đúng không, top không nổi lên đúng không, có là gì đó cũng đứng đếm không, cho nó gì click ha, đó cách rèn cái cộng thêm miếng đếm này, miếng đếm này đúng không, miếng đếm này đúng không, mỗi lần click ta cho miếng đếm cộng một đơn vị đúng chưa, cộng cộng đúng chưa, khi miếng đếm thì khai báo đúng không, miếng đếm ok cho mình không đi nha, rồi chúng ta chạy thử các bạn ha, thực sự nó rất là dễ dàng thôi các bạn ha.
click ra tay mình mới đếm tới giờ đó. Nhưng chúng ta có giữ nó không? Chưa có, tại vì chúng ta chưa làm cái bóp menu đúng không? Bây giờ chúng ta làm cái bóp menu các bạn ha. Đó, is chấm set long click listener đúng không? Đó, nghĩa là cách giữ lâu các bạn ha. Đó là views new view. Đó. Thì nó mà giữ nó thì nó mà giữ lâu các bạn ha. Đó. Thì chúng ta bây giờ chúng ta mới làm gì? Chúng ta mới là lấy cái sự kiện từ cái menu của chúng ta đổ lên các bạn ha. Đầu tiên là gì các bạn, là gì? Pop menu, pop menu menu nha. Nó sẽ bằng là gì? Menu menu sẽ bằng là gì? News pop menu. Đó. Ở trong cái pop menu này nó sẽ lấy gì các bạn? Nó sẽ lấy là gì? Guess. Đó. Application context đúng không? Rồi. Là lấy cái nó thành gì? Is ok. Is là cái button đó các bạn ha. Rồi tiếp tục là gì các bạn? Tiếp tục chúng ta thì là gì? Menu chấm gì? Get in color ha, lấy cái thông tin đúng không? Của menu đúng chưa? Đó, in place. Tiếp tục là gì? Cái đầu vào là gì các bạn ha? Đó vào thêm một menu đúng không? R.menu chấm gì các bạn? Chấm gì? Menu đúng không? Ở đây cái menu tên gì đây? Ở đây cái menu tên gì ta? Menu đúng không? Đó, rồi menu chấm menu tiếp tục là gì? Đó. Nó sẽ đầu vào nó là gì các bạn ha? Menu chấm guest menu đúng chưa? Ok. Tiếp tục là gì các bạn? Tiếp tục là gì? Tiếp tục là chúng ta sẽ lấy cái lấy cái sự kiện click vào cái menu đúng không? Menu chấm chấm gì? Chấm set menu item click, click vào chọn menu đúng không? Đó. Cái đầu vào này là gì các bạn ha? New. Đầu vào này là gì? New đúng không? Pop menu. Nói menu lên đúng không? Nói menu lên. Đó. Click vào nó thì thừa sẽ hiện thành các bạn đúng không? Đây tới đây chúng ta dùng switch key đúng không? Switch key menu item menu. Nó là gì ta? Menu item đúng rồi. Chấm guess thêm menu đúng không? Nghĩa là lấy thông tin của mỗi cái sự kiện, nghĩa là lấy thông tin của mỗi đối tượng ở cái menu. Ok. Đó là gì các bạn? Ta dùng switch key đúng không? Key đúng chưa? R nè, chấm ID, chấm cái gì? Fan of. Đó, hai chấm. Khi đó fan of, chúng ta làm gì? Khi mà click vào cái fan of đúng không? Cái fan of thì chúng ta làm gì? Thì chúng ta cho gì các bạn? Thì chúng ta cho nó là gì? Cái biểu tượng là fan of đúng không? Là gì? Y chấm set background đi xuống r chấm id chấm gì chấm gì r chấm đồ ráo bộ chứ không hình ảnh mà quên đồ ráo bộ chấm fan ok đây là return return true ok đó. Tiếp tục hay r chấm id chấm fan on ok hai chấm đó là gì cốt cái này bỏ vào y luôn y set bắt đầu xuống rồi chấm đồ áo vào bộ chấm fan on đó đổi hình đúng không vẽ lại là gì ok return to ok đó xem đúng không ở đây là hiển thị lên này hiển thị cái menu gì đây menu chấm show ok chấm như vậy show đó chạy cho bạn xem nha. Đây click click vào tham click thấy click là 1. Click 2. Click 1 này, click 2 đúng không? Bây giờ chúng ta click giữ này, giữ chuột này nha. Đó. Mà nó bóp menu lên đúng không? Fan off đúng không? Tại cái fan on thì mình cũng làm đúng không? Fan on này. Thấy chưa? Đó. Fan off thấy chưa? Click này thấy chưa? Đó. Rồi xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Xin chào.